chào các em. Đây là chương trình sinh học lớp 12. Qua các bài học trước, các em đã biết thông tin di truyền trên ADN sẽ được phiên mã thành ARN và phân tử ARN thông tin được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã. Vậy dịch mã là gì và dịch mã diễn ra như thế nào? Vấn đề này sẽ được giải đáp trong bài học hôm nay, cơ chế dịch mã. Đầu tiên, chúng ta hãy trả lời câu hỏi dịch mã là gì? Dịch là quá trình chuyển thông tin từ dạng này sang dạng khác. Vậy dịch mã là quá trình chuyển thông tin từ dạng mã di truyền, tức là mã bộ ba nucleotide, thành thông tin dưới dạng các acid amin, mà acid amin là đơn phân của protein. Vậy ta gọi dịch mã là quá trình tổng hợp protein. Để tiến hành dịch mã, chúng ta cần các yếu tố sau. Thứ nhất là ARN thông tin. ARN thông tin được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã. Khi dịch mã thì ARN thông tin sẽ luôn thực hiện theo chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy với bộ ba mở đầu luôn là AUG. Ở tế bào nhân thực thì AUG sẽ mã hóa ra acid amin là methionine, còn ở tế bào nhân sơ nó sẽ mã hóa ra acid amin là formin-methionine. Yếu tố thứ hai, ARN vận chuyển. ARN vận chuyển có chức năng là vận chuyển các acid amin đến ribosome để thực hiện dịch mã. Thực chất thì ARN vận chuyển cũng chỉ có một mạch, nhưng nó sẽ gấp lại tạo thành hình lá ba thùy với thùy giữa mang bộ ba đối mã, hay còn gọi là anticodon. Vì sao gọi là anticodon? Bởi vì nó sẽ khớp bổ sung với các codon trên ARN thông tin. Đầu còn lại của ARN vận chuyển sẽ được gắn với một acid amin, nhưng loại acid amin nào được gắn thì nó còn phụ thuộc vào loại anticodon. Khi acid amin được gắn với ARN vận chuyển thì nó sẽ tạo thành bức hệ acid amin ARN vận chuyển. Và yếu tố thứ ba, ribosome. Chức năng của ribosome là làm khung đỡ cho quá trình dịch mã. Ribosome sẽ có hai tiểu phần bé và tiểu phần lớn. Bình thường thì hai tiểu phần này sẽ tách nhau ra cho đến khi dịch mã chúng sẽ liên kết lại với nhau tạo thành một ribosome hoàn chỉnh. Trong ribosome sẽ có hai vị trí. Đây là nơi để phức hệ acid amin ARN vận chuyển đứng và đối mã với các codon trên ARN thông tin. Như vậy, cô nhắc lại, có 3 yếu tố chính sẽ tham gia vào quá trình dịch mã là ARN thông tin, ARN vận chuyển và ribosome. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu diễn biến của quá trình dịch mã. Quá trình dịch mã được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hoạt hóa acid amin và giai đoạn thứ hai là tổng hợp chuỗi polypeptide. Sau đây, chúng ta sẽ đi ngay vào phần hoạt hóa acid amin. Giai đoạn 1, hoạt hóa acid amin. Giai đoạn này diễn ra trong tế bào chất nhờ có các enzyme đặc hiệu và năng lượng ATP. Khi đó thì acid amin sẽ được hoạt hóa và gắn vào ARN vận chuyển để tạo thành phức hệ acid amin ARN vận chuyển. Ví dụ, nếu anticodon là AAG thì acid amin được gắn vào là phenylalanine và sẽ tạo thành phức hệ phenylalanine ARN vận chuyển. Sau khi hoạt hóa acid amin thì mọi thứ đã sẵn sàng cho dịch mã ở giai đoạn 2 tổng hợp chuỗi polypeptide. Vậy diễn biến giai đoạn 2 như thế nào? Các em hãy tìm hiểu ở bài học tiếp theo nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.